là cán bộ của cục quận 1, anh đều hiểu chuyện đó. Nha, đúng ra anh phải gương mẫu hơn những người khác mới được. Thôi chấp hành nộp phạt đi. Nha. Đó là cán bộ quận 1 thì càng phải hiểu hơn nữa. Cảm ơn đi. Dạ, em chào có thể cho con có ý kiến xíu được không ạ? Là dạ em là bên chuyên phòng cháy chữa cháy ạ. Sao? Dạ là em có ý kiến là xe em là chở mấy cái bình chữa cháy về để tu bổ cho chợ, cho nên là trời mưa thì tụi em vác ra nó cũng cực khổ này nọ rồi. Em chỉ chậu để bốc hàng lên ký đơn xong rồi đi liền. Thôi bây giờ này, cái bình chữa cháy đó em có thể đậu ở cái khu vực này, em đậu ở thế là cho người quan trọng chứ không thể nào minh ngang đậu trên vỉa hè được. Dạ em biết, nhưng mà ở dưới lý do là anh thấy là trời mưa rồi nói thì tụi em cũng vất vả. Tụi em cái bình chữa cháy trời mưa là chuyện bình thường. Dạ biết, nhưng mà ví dụ như là em chỉ đậu em đi liền thôi, chứ với lại là em không phải là phục vụ mục đích của cá nhân của em phục vụ cho cái hệ thống an toàn của chợ mà. Không, cái chuyện hai câu chuyện khác nhau, em đang vi phạm rồi đó không? Dạ em biết là em vi phạm, dạ em biết vi phạm, nhưng mà cái gì thì nó cũng có cái anh xem xét lại dù chứ. Không, anh không thể xem xét được bởi vì anh không thể đứng trên luật được, anh đang thực thi luật pháp. Nên anh không thể làm khác được. Dạ, ví dụ bên chợ cũng đã xác nhận với em là em Minh làm bên chữa cháy. Anh đã nói rồi, các câu chuyện đều khác nhau hết, luật giao thông và luật giao thông. Còn chợ là chợ, bình chữa cháy là bình chữa cháy. Những câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Rồi nếu vậy thì em chấp hành thôi. Trừ trường hợp đặc biệt, ví dụ như cái xe này chở một cái bà cụ già bị bệnh tật, hiểm nghèo vân vân thì có thể xem xét. Còn cái bình chữa cháy xách nó vào thế là xong thôi. Bên chợ giờ cũng đâu ai giúp em được. Thôi cái chuyện đó là một câu chuyện khác nha. Rồi thì nếu nói vậy thì em cũng chấp nhận thôi. Chứ anh thấy trời mưa gió bình chữa cháy nó nặng lắm chứ đâu phải nhẹ đâu. Che đít vô xuống là đậu xong đi liền. Anh bác bảo vệ đây chưa kịp ký sổ. Chở hàng em bán buôn bán này nọ, con này chở bình thường chữa cháy phục vụ mà. Không, nhưng mấy anh thấy rõ em mở cửa rồi. Xe là chữa tân trang.